trên đó, để hở nha các anh chị, để ý này nha, tôi xử lý cái miếng này gọi là miếng tôi đã chọn chuẩn cồn được không, hay là miếng nước sạch gì đó. Gãy hở, khi gãy hở là mà được rất cắt, nếu các anh chị mà lau mà vào trong vết thương thì các anh chị lại càng sai nữa. Vết thương chỉ lau bên ngoài cách của chừng 2 đến 3 cm, lau xung quanh mặt ngoài của vết thương, lau từ trong ra ngoài, lau từ trong ra ngoài chứ không phải là lau từ ngoài mà vào trong. Các anh chị sát khuẩn mà khi tiêm bao giờ cũng vậy, lau là ví dụ như là bàn tay đang bảo tiêm, các anh chị định hướng là định tiêm chỗ đây, các anh chị sẽ lau sát khuẩn từ trong và ra ngoài, vết thương bắt buộc cũng lau từ trong ra ngoài. Sau khi các anh chị sát khuẩn xong, vết thương từ trong cho ra ngoài rồi, nhưng với điều kiện không được đụng vào xương, dù có dị vật hay không dị vật, không được đụng bất cứ cái gì, dùng tay hay dùng chân hay thấy cục đá hay là mảnh sạn gì, các anh chị thò tay vào đó làm choáng bệnh nhân, sốc tử vong nha. Thì các anh chị sau khi lau xong vết thương rồi phải không, các chị đang vết thương này, các anh chị đặt một miếng sạch, tôi không nói là gạt nha, miếng bạc sạch lên trên vùng vết thương. Miếng vàng này là giống như mũi chỉ gì đó, bạn sạch đi, tiếp viện, có thấy tình huống gì ta xử lý cho nhanh và kịp thời, chứ không phải chậm trễ được. Rồi xong đó, bắt đầu ta kiếm một cái thanh quay nghe, ta đặt phía trên đây, kiểu tay ta kiếm một cái quay từ vai cho đến kiểu tay vừa bằng, ta bẻ cái quay cho đúng bằng đó luôn. Và ta kiếm một cái thanh quay nữa. Đây, con mắt này, các chị này, đó. Nhưng mà những cái thanh que đó, thường mình bẻ nó đã sắc nhọn, thì mình phải làm miếng vải hay miếng gì đó, lót vào cái đầu của cái thanh que. Tết, lót vào đây này, nha. Đây, lót như thế này, để cho khỏi châm chọc và thịt đau. Các chị đặt đây, tất cả 4 cái đầu này đều lót hết. Và những phần tì, đó là mình lót. Sau đó mình cố định, các anh chị này chia làm này, các anh chị đang ở đây phần dưới vết thương nha. Rồi các anh chị tiếp nó vừa phải thôi nha. Sau khi á là các anh chị cột cái cúc á, là các anh chị nhớ đưa lên trên cái chỗ và cái miếng của cái đẹp này, đặt cái miếng cúc là lên cái chỗ đẹp này, dễ tháo dễ mở nghe các anh chị. Thì nếu như mình cấp cứu thì bệnh nhân sẽ nằm, thế mà là ngồi như là đứng như vậy, thì cái tay này